Chào mừng anh em đến với dân quê Mebiza. Hôm nay mà anh em theo dõi tiếp diễn biến của set đấu thứ hai trận đấu của chú Thành và Tấn Vũ, kèo đồng 100 điểm. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Biza của chú Vũ ngay chân cầu Thái Lai. Mời anh em ở gần hoặc có dịp đi ngang thì ghé giao lưu cà phê với Quang nhé. Chạy, tính chạy thôi á. Xong rồi đó hả? Bật đi nha. Chăm tẩy uống luôn chú Vũ ơi. Lạng với bị thêm bạn đổ á. Chạy quên nó vô quýnh mình anh luôn rồi nè, 19. Chắc dị quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
29 hả? Thôi em chín được rồi. Em chín mà còn đòi nữa. Hay tham, tham tham, hay tham thiệt. Dư sức. Chú mỏng ra nhẹ chú gáp khỉ nữa. Rồi 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 rồi. Liếm không không liếm. Một liếm tiếp. Làm sao? Ba đêm. Anh tính xuống mà không ai xuống cả hộ kèo đó. Nằm lên. Sao vậy? Mười
10 điểm. Trời ơi. Chỉ được phiếu vậy. Quýnh tay trái được thì nó ngon. Em quýnh cái gì? Cái này điểm 2 hả? Một bữa nhớ mà điểm điểm khác mà hay một lỡ nha, nó ăn sơ đậu thôi chứ đâu mà ba cái chắc nằm lên chuyện trái bi là hết biết ngon này đi mà em trước tập vũ ơi. Rồi đánh nha. Năm. Quá dữ rồi, quá dữ dằn rồi. Ba đi. Để cho video là biết cái gì kéo quýnh hai ban này rồi. Hơi nhẹ. Lạ đi chân chân quá. Học cũng có đối thừa nghe. Đi chắc mày sao? Đi chắc mày sao? Rồi rồi đó chọc ăn xiềng rồi. Đi chắc mày sao chọc ăn xiềng rồi đâu muốn coi hình đấy không? Muốn lần nào đi được cũng năm với nhau. Ừ. Tới thiệt chứ da. Hai trái rồi đó nghe. Giống cái nãy nữa rồi. Cái
Nhất cái đó mà tôi gì mà không dịnh lại nhẹ giùm con nhỏ 11 Tương lẽ hả? Nắm á,
công việc đó ông cũng ác lắm. Ai mà tới đấy là ông cũng phải đi nhấp thấp sớm, ông xào 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 rủ gặp ai rủ nha. Tại vì đó vì sao không chơi được nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày nói là trời ơi. Mày nói mua mặt trời là 7, 25. Tao đi ra cái gì cắn nó sao cụ lấy. Nó xe luôn. Nó chê thôi chứ. Trời ơi, dở quá. Vô mũi này sao vô được, mũi nó sai. Tại bên nghệ. Bên nghệ. Dạ luôn rồi. Bây giờ nó cu lê còn được không còn? Nó để cu lê trên đầu nhẹ được. Dễ đùa lắm. Không quá mà chứ bây giờ nó cua đây cái nước như chạy chạy như nước lỡ bài á. Mực á. Đâu qua mới chứ ta. Vậy tao quýt bữa đó sưng mặt ra rồi tới nay mất tiêu luôn á. Cơ này quýnh dữ dằn vậy mà thống đường nào ra đó mà nói sao rồi? Trời ơi, còn một còn mấy đồ ăn không? Trời ơi trời ơi, thiếu gì à? Thiếu một chút xíu. Nhiều chút xíu, cháy con tóc. Vì đó là cháy con tóc. Uống cho đòn rồi uống ra. Thôi chi vậy đó để mang tiếng cái này giá. Giao thiện nói. Đúng rồi, bước năm 10 đó, bước năm 10 rồi. Cái năm 10, năm 10, năm 5. Đừng làm rồi, đi hôn biên lương đi cơ. Quá khác luôn, quá khó luôn. Chắc người già hở là quýnh rồi không dư đúng luôn. Già hở là quýnh băng. Kéo cùng kè luôn. Ai nhắc lên thì nghe này hồi máu là quýnh đi. Quá chú lê nè. Rồi mà nó nhắc không thể không nhắc. Không rồi. Không có thể gì.
nó công giữ biên không nổi, kẹp không nổi. Cái ông chú này ở đâu ta, nhìn theo giống ông cậu con trong mày đầm quá. Ờ, con số 8, con tên Vũ nè, con nhớ ông rồi đó. Phải không? Trời ơi trời, ông cậu mình mới. Con Vũ nè, nhớ đâu rồi? Tại cậu cháu lâu quá. Này bước từ rồi. Đó giờ ông về với lục ổng lúc trước, lâu lắm rồi. Hàng kia nãy giờ. Con cháu mà nhìn không ra cậu mình nữa, hồi nữa rồi cáp vô quốc độ bị đắc chết luôn. Ai ăn? Ở đây tôi còn chịu không nổi rồi, đi chứ ra trước chứ đừng nói chuyện trong đó. Bây giờ nãy kêu quýnh rồi đó, đá mất công, đá tùm lum mỏng, đá đùm mỏng đá gần không con gần bà con ít có tới luôn á, em ít đi chẳng. Rồi sau này mấy ổng mới mua cửa mua ấy được kia chở cho kéo rồi về nói vào kia mấy hai để em. Nhưng mà cậu cháu nãy giờ nó, ủa sao nhìn ổng quen quen đó ta. Ừ. Ba nữa. Vậy là bây giờ là nhìn đi, nhìn nhau lần cuối đi. Hai cậu cháu tôi quýnh xương mặt chưa nè. Chơi nha. Chơi kỹ lá. Bây giờ nghỉ bồ rồi, không có bồ nữa rồi, nghỉ bồ rồi. Cãi kỹ lá mới nãy còn nói chuyện khác giờ kỹ lá. Ừ, ai kêu nhìn con cháu gì? Thôi vậy là con ăn luôn nghe cậu. Ừ, ăn đi, gán ăn đi. Gán ăn. Ăn ổng của tao ơi, ổng bộ của tao á. Bảy. Có cậu con rồi đó. Giết luôn cậu ơi chứ hết được rồi. Mười một.
Cậu thấy gì cháu quýnh đứng giờ khỏi giờ bên kia luôn ha. Để mới gác mình phóng để mà ăn mình là chẳng lẽ nó ăn gian mà. Giờ làm chi? Đúng không? 12. Mày tiễn luôn cho tao Hoàng ơi. Mày tiễn cậu luôn đi. Tao tiễn cháu rồi. Cái này thì thua rồi. Vô ban vô ban vô ăn 12 điểm nữa. Bởi vậy con nói sao mà con nhìn cậu nó, ôi sao giống cậu đâu hả ta. Mày sao không vô, ổng nó lơ rồi, ổng không hỏi mình chắc lạ rồi, lâu lắm lâu rồi. Dạ. Dạ. Nhưng ở trong góc trong bài đồng bà con đó, 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 đó. Vô đây. Nhớ không hết luôn mà. Đi. Vô đây. Vô nghe nè. Bữa hổm đi vô chậm vô đám nhà có gì gì xà ly đó với bà đầm đó. Đi chậm sơ lượt qua rồi lớp nào con có mấy cậu giới thiệu qua có nhớ đâu. Ừ vậy thôi. Giờ mấy đứa bự nhóc hết trơn vậy. Nhớ không nổi. Bây giờ nhớ được mấy cậu mấy gì. Giờ nhớ. Còn thôi mấy đứa em thôi thôi. Sáng sáng rồi. Dạ đi. Cái gì nghe kêu tiếng quen quen. Sao tao kêu nhỏ làm này nhỏ làm liền thấy không? Kêu nhỏ làm này nhỏ làm liền thấy chưa? Vậy hả? Nhà lúc mà hên cái gì đó mình đâu giữ không đại gì. Thôi rồi đó. Ừ. Dạ. Hả? Chứ hết đường rồi. Giờ quen quá quen rồi mà nóng ấy nữa. Giết luôn. Các bạn mới chúng các bạn 20 phải không? Dạ. Ừ, hiểu rồi. Sao vậy? Cái chiêu đó là chiêu của anh Long chỉ không? Có anh hả? Chiêu Hoa Văn đó. Hai băng quýnh quá vậy rồi sao vô nổi. Tính vậy.
Quýnh Đường Long chỉ cái nữa đây. Tứ Văn Ca Ghê hay gì? À, dễ gì chính vậy hay quá xui nói chơi cậu quá hồi mới à nè cậu qua đây ngồi cậu qua ngồi chơi nè thôi cậu ngồi đi chơi nè hồng thả dữ vậy ủa ý chứ bi nó chinh nhậu chinh đâu giờ mà đường này đâu có đường chinh vô chút xíu rồi giờ này nhìn hết thấy bi rồi giết luôn hai 49 đi ai da ai da ai da trời tưởng thiếu không chứ một chùi bi quá hay cái đầu ăn họ luôn mà đâu vừa quá tài chữ rồi chú làm đi ai bán cái xui vậy đó họ chưa theo đó đời chấp đạt 40 điểm mà thua đạt trời 40 80 120 5 cái bàn này bấm nó canh ngon mà giờ có cuộc lặn nữa đổ nữa bàn này, đổ nữa. Cái bàn ngoài kia quýnh nhiều hơn mà sao mà nó không có lặn mà bàn này lặn nữa trời ơi cái bia như cái tao uống vậy đó 6 điểm nữa hay hết chơi hết đừng quýnh luôn hết đừng đánh luôn ý là mưa hổm dài nhưng mà còn hầm ha qua mưa lớn luôn dạ hôm qua chảnh mưa vậy lắm mưa mưa giấc này nè là mưa suốt luôn tới chiều đẩy thêm một đám lớn để đâu kỳ vậy đi đó vô đó không phải rồi chẳng cái gì kỳ nữa kỳ bi nó ngang chua băng thiếu rồi đúng cái thế thì đừng bi là thấy thiếu rồi thiếu cái nẩu gì chết móc gì không biết à ẩu vô cái đầu lao thì chứ hiểu luôn mà tiếp hả ai giết tao bốn tao gà này bữa nay sống nổi đâu anh dám hứa tôi luôn đó bao luôn đá chân nằm luôn hơn 7 thôi chứ 5 hơi quá 7 đi nặng lắm 5 nói với gà nhầm lúc còn phản chết ăn một còn phản à hả mấy điểm đó không có gắt nhiều đâu nha.
Quýnh với bì nó đá chân ngâm đó. Quá trời rồi. Nhà này giờ hư rồi. Mày tính vậy tao lại biết bao nhiêu không, tao lại một xếp rồi tao lại thêm cái này nó uống muốn ăn ăn thua thua rồi. Đâu có sao đâu, tao đòi đá tao năm không vậy. Gà tao chấp đá trước mà vô tao cho đá hai cây cương rồi nó phê giống như cái đó luôn. Điểm nó cũng dư chứ, nó như vậy mới dư đó. Vậy đó, mà đòi ăn 5-3 vậy đó. Kỳ ta. Đó. Gà này cho đá xe đầu với giờ hết phép rồi. Giờ mệt rồi. Cái vàng nó hở chút xíu là không quýnh được đó đâu, nó thiệt. Bà nè. Ừ. Bốn đệm. Xuống luôn đi. Xuống nữa. Ôi quanh cái đó đi 12 gõ gạt nữa. Đi vòng qua đây cái 13. 13 13 rồi đó. 5 đẹp. Đó đó rồi. Dạ. Thiếu nữa rồi. Già mà toàn đặt mấy trái gì không, nó quýnh hồi hết lực à. Quýnh hồi mệt à. Thấy không rồi, buông ra lỡ rồi. Thấy bây giờ tao kéo ít là hụt lắm, thiệt. Bữa nay kéo thiếu luôn á. Kéo nhẹ nhàng thôi á mà. Ăn bi vào gà ngược luôn. Bà tập chút việc xem gì cũng thua chơi. Chiều chiều em học chiều của anh mà. Đó, anh thấy không? À, chiều bóp bóp của anh đó. Trời ơi. Bà nè. Bảy đi em. Yeah.
7 nè, hết được 7 em nữa. Coi chừng. Trời ơi, xui dữ. Cái bi là thấy coi chừng rồi đó. Hết quấn luôn. Trắng cơ được mà. Bi này trắng nhẹ nghe là gom rồi. Trắng gì? Trắng. Nói. Trắng này bắt được luôn. Bây giờ mất xe là gom luôn ha. Bi này mà gặp anh Long thì chết. Hay quá chú ơi. Không, chú phân bi gì đẹp đó. Đẹp quá. Chú phân bi gì mấy con mấy khang đẹp nha. Hãy ông ngắm lộn loạn ông quẹo. Ông ngắm ông quẹo, ông quẹo rồi quýnh cho lọt. Hai gửi luôn. Gia gì xui dữ vậy ta? Nhắm cái đèn nhắm là bạn mới lạng luôn. À, ông này quýnh cũng dữ lắm. Em lực. Quá ngon chú ơi. Vì nằm đi không ngon gì nữa. Ừ. Dạ chống câu làm gì vậy đó, nó là mày bà chuyện ngay luôn, xui dữ vậy đâu. Dạ, dạ. Cái nhẹ thì nó xuống rồi giọng quá. Hay nhiều dở nhiều. Dạ thì đã hết phép rồi. Rồi mới 75 hả? 75 chú 61 hả? Đấy, ở phút cuối cùng cái ẩu cái hột liền, kéo ẩu hột liền. Dễ sợ ghét luôn. Bao đó. Chú chú bị con không hiểu luôn. Nó nổ đó mà sao vô nó chạy luôn vậy đó chứ. Lại lại luôn. Khi nằm lỡ lỡ là khó quýnh quá. Trời, nói với gán quýnh là không cho vô bạc tôi cho nghe. Trời ơi. Nói thiệt tình luôn á. Gì có xét dữ vậy không biết à. Bây giờ quýnh nha, không cho vô bạc tôi cho đó. Là bạc tí thôi, bạc tí thôi. Đâu cho vô bạc tôi cho được. À, nghĩa là lỡ này ăn là bạc tí thôi. Còn bạc tí luôn. Đâu có. Ừ, ăn xe này luôn rồi chứ không cho bạc tí cho đâu, mệt lắm rồi. Quá ghê vậy. Quá ghê à.
Hai. Lý ơi. Lý ơi. Xuống nữa nè. Dòng keo nặng nặng, keo hồi hết công lực hả? Mệt hả? Hơi mạnh lực rồi. À. Nữa đi. À. Kéo hồi mệt hả? Kéo kéo hồi đứng bắt đầu mình búng dây thun 1, 2, 3 vậy thôi là cũng đủ ăn đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mới ra anh tí. Không có đi chợ là sao ấy được. Có đi chợ mới ghé đây được. Hả? Mua gì đó là mình món thôi. Học cái cháu được. Cháu đi. Vụ gì kỳ 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 vậy nha. Ba tiếp luôn, ba tiếp luôn. Một tiếp. Gia kỳ vậy. Đúng. Ai theo? Ai theo? Năm. Sao? Cho xin bình nước coi. Đấy. Con mới ra đây à, là nóng này xuống luôn nè con mà thật rồi kỳ quá ổng này ổng mới dẫn xuống đây chơi rồi mới cái bi này coi chừng thiếu chạy thiệt nè. Xuống dốc 50 điểm đó. Trời 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 ơi, chơi gì kỳ á, đi nhiêu điểm để chứ bị kỳ trời. Pizza này mày nói chung mày cầm pizza mày sợ chứ pizza đó là thôi rồi hết biết rồi. Thấy không? Đâu cũng phải than thở đưa vô này. Chúng đưa vô đó chúng mà thở rồi kia nha, đánh lừa đứa hủ rồi này kia. Nãy một tiếp nữa là ba nghe chú buộc. Mà nói mày nhiêu mà cũng thua chứ á. Bây giờ bữa nay chơi kèo cái đỏ. Rồi. Mày biết sao bữa nay mày thua không? Ừ? Mày biết sao bữa nay mày thua không? Sao chú? Ờ, tao thấy cậu mày ngồi ngoài cừ cừ là tao nóng rồi. Cái hên, cái rồi, cái hên. Cái hên, cái hên.
tay đâu quýnh. Mấy ngày chứ Hùng? Để đi Hùng có chắc tiền chứ. Quýnh gì mới đẹp đó anh. Chú Hà quýnh gì nữa hoài, chú gia nó dở thiệt chứ. 2, 7, 4, 8 chục hả? Quá liếc, quá liếc, quá liếc. Nhắm đường trong là không bao nha, đường ngoài đó là không bao nha. Bảy em dạ lòn đó hả? Dạ trời trời. Ba. Dữ đó hả? Bốn. Không cần phải viết luôn, nãy anh gác nhiều lắm đó chứ. Mạnh lời tí xíu không để lộng theo luôn á. Nãy vô ba máy để không mới máy điểm. Dạ quýnh nó uổng chưa? Hết đường. Đâu có. Hết đường rồi mà. Quýnh cái dạng như vậy, luôn chạy qua chạy lại thiếu. Thiếu rồi. Thấy không? Quýnh cái chơi bê uổng ra. Quýnh cái bi thì thấy sai rồi. Hả nhông lên tí đi, đưa nàng về Vinh luôn. 77, 87 điểm này gì đó mà ăn đó. Quá cố gắng đã hên nữa rồi. Đôi lúc cũng phải hên như cháu như đầu xuôi hoài vậy chú Bộ. Hai cắt xong luôn quá. Chưa biết à, chưa biết à, bây giờ chưa là chưa ngưng lăn là chưa biết à. Ai vậy em? Còn tới 13 đâu phải dễ đâu. Phải kỹ với chú ấy mới được. Cái này nó bữa
Nè nè với da này trắng dậy ra ngoài còn tầm ở đây quá vợ trái em dưới bi mà bi đang muốn chúng dậy nữa dư rồi tạm để em dậy thôi chúng dưới bi chúng gì đó già mới thốt nó dưới bi mà quýnh chưa chết ta luôn cái gì Đạt mười là còn ba đó không đủ là tao đủ đó nha tao nói trước à giờ này mà còn hù nữa không đủ là tao đủ đó còn hù nữa còn hai còn một đề ba chú ngồi đây giờ đủ đi cháu nói đề ba là đề ba đi trận đấu đến đây là kết thúc hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé